Đây là những cây cà chua được trồng trong chậu của mình. Hôm nay được rất nhiều trái chín nè các bạn. Chín khắp cây, nhìn rất đẹp luôn các bạn. Cây đầu tiên này có ít trái nhất, chỉ được 2 trái, nhưng bù lại thì trái rất to. Với cây này thì đây là đợt thu hoạch đầu tiên, cho nên trái vừa nhiều vừa to nữa nè các bạn. Còn với cây này thì đây là lần thu hoạch thứ tư rồi đó các bạn. Trái rất to luôn nè các bạn. Hai trái này bị nứt nè các bạn. Do có một ngày mình quên tưới nước, ngày hôm sau mình tưới nước nhiều, dẫn tới trái bị căng ra quá nhanh, làm nứt trái. Để tránh hiện tượng nứt trái thì các bạn không nên để đất quá khô mới tưới nước. Hai trái đầu tiên. Bây giờ mình thu hoạch cây cà chua này. Mình rất thích cây này, trái nhiều mà to nữa nè các bạn. Chùm 3 trái rất đẹp. Trái khá to. Mình tiếp tục hái các trái còn lại. Mình tiếp tục hái phía bên này. Hầu như trái nào cũng to hết đó các bạn. Những đợt trái đầu tiên thì kích thước khá to và đồng đều. Bên trong này cũng có nữa nè các bạn. Cây này mình hái được 13 trái. Hai cây này là hai cây cà chua trong những video hướng dẫn trồng cà chua trong chậu trong những lần trước nè các bạn. Các bạn nào chưa biết cách trồng cà chua trong chậu thì các bạn xem lại video gieo hạt cà chua lấy từ trái, cách ngắt ngọn cà chua trên kênh của mình và các video khác về cây cà chua mà mình đã làm. Lần thu hoạch này là lần thu hoạch thứ tư rồi đó các bạn. Những cây này được mình trồng trong chậu có đường kính miệng chậu là 36 cm, chiều cao của chậu là 30 cm và đường kính đáy chậu là 28 cm. Các bạn trồng trong thùng xốp hoặc trồng xuống đất có không gian rộng thì cây còn cho nhiều trái hơn và trái lớn hơn nữa đó các bạn. Tới đợt trái thứ tư thì cây bắt đầu có dấu hiệu thiếu chất, thiếu không gian phát triển cho nên trái cũng nhỏ hơn chứ không lớn như những đợt đầu. Những trái cuối cùng của cây thứ ba này, nó còn tiếp tục ra ngọn mới và ra hoa nữa nè các bạn. Nếu như các bạn trồng chậu lớn hơn thì sẽ được rất nhiều đợt trái. Ba cây được bao nhiêu đây nè các bạn? Cây cà chua thứ tư trong vườn. Cây này mình cũng thu hoạch đợt này là đợt thứ tư rồi đó các bạn. Tới đợt thứ tư này thì cây bắt đầu đẻ nhánh yếu lại do thiếu không gian sống. Có trái này to nè các bạn. Trái này tròn đẹp nè các bạn. Gần đầy rổ, cầm nặng tay luôn các bạn. Trên cây vẫn còn nhiều trái nè các bạn. Hai trái cà chua này chưa chín, mình sẽ để lại. Vậy là mình sẽ thu hoạch được vài lần nữa đó các bạn.
Hôm nay thu hoạch được bao nhiêu đây cà chua? Cầm nặng tay luôn các bạn. Mình cân thử xem thu hoạch được bao nhiêu cà chua nha các bạn. Được 2,1 kg, trừ đi cái rổ 100g là được 2 kg cà chua luôn đó các bạn. Những trái cà chua lớn nhất của mình. Bây giờ mình sẽ chẻ ra thử. Rất đẹp, chín mềm. Hôm nay mình cũng thu hoạch vườn khổ qua. Hôm nay mình thấy nó có nhiều trái lớn và thu hoạch được. Mình căng lưới cho nó bò ngang trái thòng xuống như thế này, nhìn rất đẹp. Ngoài những trái đã lớn còn rất nhiều trái non này các bạn. Mình có bao trái lại bằng túi ni lông để phòng ngừa ruồi vàng. Trái này chín hết rồi nè các bạn. Nguyên trái có màu vàng, nhìn rất đẹp. Hai trái khổ qua đầu tiên bên cạnh cà chua mới thu hoạch. Còn rất nhiều khổ qua, mình hái tiếp nha các bạn. Khổ qua cũng được mình trồng trong chậu có đường kính miệng chậu 36cm. Các bạn nào chưa biết cách trồng khổ qua trong chậu thì các bạn xem lại video cách trồng dưa leo khổ qua trong chậu mà mình đã làm. Trồng khổ qua vào mùa nắng nóng thì sẽ có nhiều trái bị vàng như thế này. Không phải do ruồi vàng đục trái đâu các bạn. Mình có thử nghiệm bao trái lại bằng túi ni lông và nhiều trái mình để nguyên chứ mình không bao, thì cả hai trường hợp đều có trái bị vàng. Trong khi đợt trước mình trồng vào mùa mưa, khí hậu mát mẻ thì không gặp tình trạng này. Lúc này đang là mùa cao điểm nắng nóng ở miền Nam. Mình thu hoạch tiếp nha các bạn. Cái rổ gần hết chỗ chứa luôn rồi các bạn. Phía bên này còn mấy chậu nữa này các bạn. Phía bên này tuy có ít chậu nhưng đang có nhiều trái. Trái này nằm lọt ra khỏi lưới. Đầy rổ rồi nè các bạn. Sau khi thu hoạch cà chua và khổ qua xong, cả cà chua và khổ qua được 3,8 kg, trừ đi cái rổ 100g, trừ đi 2 kg cà chua, vậy là khổ qua được 1,7 kg. Trong vườn mình thấy cũng có dâu tây đang chín, mình sẽ hái luôn. Một loại cây mình rất thích trồng đó là cây dâu tây, trái rất dễ thương luôn nè các bạn. Đang có nhiều cây dâu tây trong vườn đang ra hoa, mặc dù lúc này đang là cao điểm mùa nắng nóng ở miền Nam. Hôm nay mình cũng sẽ thu hoạch cải nha các bạn. Đây là cải bẻ dúng, mình thu hoạch cải con. Mình lựa ra và mình nhổ tỉa những cây cải lớn. Mình nhổ tỉa như thế này để giúp những cây cải nhỏ hơn nó tiếp tục lớn. Mình mới nhổ một gốc mà được gần đầy thâu này các bạn. Còn bên này là cải bẹ xanh. Những cây cải này mình trồng hữu cơ, mình không dùng thuốc hóa học, cũng không dùng phân bón hóa học, cho nên rất an toàn cho sức khỏe. Đầy thâu luôn các bạn. Vẫn còn rất nhiều rau nè các bạn. Từ từ mình sẽ thu hoạch sau. Nhổ một lần quá nhiều thì ăn không hết. Thành quả thu hoạch ngày hôm nay nè các bạn: cải bẹ xanh và bẹ dúng, khổ qua, cà chua.